Đây xin giới thiệu với anh em, đây là ba quả trì trung thế Elisam 36kV 10A. Đấy, 36kV 10A. Em quay sát sát vào cái mác vàng này cho anh em thấy. Đấy, ok. Quay sát sát vào cái mác vàng này đây, anh em thấy cái điện áp là 36kV, dòng là 10A Elisam. Đây, chỉ trung thế đây nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra thông mạch trì. Thì trước khi mà vào kiểm tra thông mạch trì thì chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Kênh YouTube của Điện Việt Nam là kênh YouTube chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học quý báu và những video thực tế ngoài công trường liên quan chủ đề về điện duy nhất và free tại Việt Nam. Anh em yêu mến kênh YouTube của Điện Việt Nam thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng đồng hồ vạn năng này để mình kiểm tra xem là cái chì nó có thông hay không. Đấy. Thì khi mà trước khi mà giao chì cho anh em thì các kỹ sư của Điện Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra. Ngoài kiểm tra cao áp ra thì sẽ kiểm tra cả thông mạch. Tóm lại là tất cả những cái mặt hàng mà những cái thiết bị điện mà Điện Việt Nam cung cấp thì sẽ được các kỹ sư của Điện Việt Nam kiểm tra kỹ chất lượng trước khi mà gửi tới tay của anh em. Ở đây mình sẽ sử dụng đồng hồ vạn năng. Giới thiệu với anh em đây là đồng hồ vạn năng. Và mình sẽ chuyển đồng hồ vạn năng về chế độ thông mạch. Đây, như này là chế độ thông mạch. Mình sẽ trường hợp nếu mà cái chì này thông. Đấy, trường hợp nếu chì này thông thì nó sẽ như thế này. Đấy, mọi người thấy là nó tít 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 và trên màn hình ấy nó hiện là 0.0 ohm. 0.0 ohm. Thế còn nếu trường hợp mà nó đứt, chì nó đứt thì nó sẽ như thế này. OF này. Đấy, và mega ohm. Đây, mega ohm này nhá, anh em thấy mega ohm. Nếu trường hợp nó thông thì nó như thế này. Đấy, nó kêu tít tít và trường hợp là 0.0 0.0 ohm. Ok, bây giờ mình sẽ đo cho mọi người. Đó, thứ nhất là cái chì này. Đấy, mọi người thấy là đã thông chưa? Thông rồi đúng không? Tiếp theo cái chì này. Đấy, chì này mình sẽ tiến hành đo này. Đấy, mọi người nghe tiếng tít tít thông không? Đây, tiếp. Đây là trường hợp thông này. Thế trường hợp ví dụ mình đảo như thế này, đấy, nó sẽ không thông này. Đấy. Thì đấy là cái cách kiểm tra sơ bộ, kiểm tra thông mạch của chì. Ngoài ra thì các kỹ sư của Điện Việt Nam sẽ tiến hành test thử nghiệm cao áp cái bộ chì này. Nhưng mà cái này thì sẽ thực hiện tại phòng thí nghiệm. Trong đó có cái điều kiện cũng như là cái môi trường nó khác biệt. Đây là cái điều kiện ở môi trường bên ngoài, đấy, thực tế bên ngoài. Còn trong phòng thí nghiệm thì sẽ sử dụng với cái nhiệt độ 20 độ C và nó có nghiêm ngặt. Thì cái đó mình sẽ chia sẻ với anh em sau. Còn bây giờ thì nếu mà mọi người cảm thấy cái chia sẻ của Điện Việt Nam bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ kênh nha. Ok, bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Anh em có câu hỏi gì, thắc mắc hay có vấn đề gì về điện cần hỗ trợ thì có thể liên hệ với Điện Việt Nam. Mình để số điện thoại ở trên màn hình. Bye bye anh em nhé. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.